Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tới thời điểm hiện tại, Ukraine đã giành được thắng lợi bước đầu tại Kursk, nhưng thành công đó mới dừng ở cấp chiến thuật và có nguy cơ biến thành thất bại chiến lược tổng thể của Ukraine. Trong khi đó, do cố ý để đối phương xa lầy tại Kursk, Nga đang chấp thời cơ đánh mạnh trên hướng Pokrovsk, mục tiêu chính của Nga hiện nay. Cụ thể, quân đội Nga đang tiến nhanh về thị trấn chiến lược Pokrovsk. Quân đội Ukraine hiện đang nắm giữ hơn 1.000 km vuông ở tỉnh Kursk, Nga và ít nhiều gây ảnh hưởng đến hình ảnh sức mạnh quân sự của Moscow. Tuy nhiên, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga lại đang sốc tới, chiếm thêm lãnh thổ, tiến sát hơn tới trung tâm hậu cần và vận tải Pokrovsk ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass. Trước đó, trong ngày 4 tháng 9 năm 2024, lực lượng Nga chiếm thêm một ngôi làng nữa trên hướng này. Tình báo Quốc phòng Anh hôm 2 tháng 9 cũng cập nhật rằng quân Nga đã tiến vào bán kính dưới 10 km, tính từ trung tâm Pokrovsk. Gustav Gressens, nhà phân tích chiến tranh tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, thậm chí đánh giá rằng chiến dịch quân sự của Nga hiện tập trung duy nhất vào mặt trận Pokrovsk và các lực lượng Nga dường như đang đóng băng các mặt trận khác. Theo ông Hussein Alijev, chuyên gia quân sự tại Đại học Glasgow cho biết, trước khi nổ ra chiến dịch Kursk, quân Nga đã tiến trên 7 mặt trận ở vùng Donbass. Giờ đây chỉ còn duy nhất Pokrovsk, dù rằng cũng có một bộ phận nhỏ binh sĩ Nga được tái triển khai về Kursk. Khi lực lượng Nga đã bao phủ các vị trí quan trọng trên chiến trường, Ukraine đang phải đối mặt với rủi ro lớn khi đưa quân vào Kursk. Thứ nhất, chiến dịch đó khá bế tắc về mục tiêu cuối cùng. Thứ hai, nó làm suy yếu hoạt động phòng thủ của Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Một số nhà tài trợ phương Tây của Kiev cũng ngỡ ngàng khi thấy nguồn lực khan hiếm của Ukraine bị phân tán theo cách này. Chuyên gia crescen lưu ý rằng, chiến dịch chấp nhoáng của Ukraine tại Kursk đã kéo lực lượng dự bị có sức cơ động cao nhất của chính họ ra khỏi vùng Donbass, mà đáng lẽ lực lượng này phải được bố trí phòng thủ tại đây vào lúc nước sôi lửa bỏng như hiện nay. Không dừng lại ở đó, một chuyên gia về Nga tại nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế ITSS Verona cũng cảnh báo rằng nếu Nga đột phá được ở Pokrovsk, điều này có thể buộc Ukraine phải rút lui trên diện rộng hơn ở tỉnh Donetsk. Chuyên gia Aliyev thì nhận định nếu Pokrovsk thất thủ, người Nga sẽ có con đường thông thẳng tới Kramatorsk và Sloviansk. Theo vị này, Ukraine thực sự không có cơ hội chặn đứng bước tiến của quân Nga đến thị trấn Pokrovsk. Ông cho rằng quân Nga chỉ cần tiến thật sát thị trấn này cũng đã gây ra nhiều vấn đề về hậu cần cho thế trận Ukraine ở tỉnh Donetsk. Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia về Nga tại ITSS đánh giá chiến dịch đột kích vào Kursk là một định hướng sai lầm chiến lược và chỉ mang lại cho Ukraine một chiến thắng mang tính biểu tượng thể hiện sự lạc quan thái quá của Kiev. Còn theo Aliyev, rất có thể bàn lãnh đạo quân sự Ukraine thấy không thể ngừng được đa tiến của quân Nga ở Donbass, nên đã dốc sức danh một chiến thắng ở Kursk dễ đạt được hơn và có định hướng dùng chiến thắng ấy làm thứ để mặc cả sau này với Nga trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, chiến thắng của Ukraine tại Kursk có lẽ sẽ không mang sức nặng đối với Nga. Theo đó, Tổng thống Nga Putin đã hạ thấp ý nghĩa của vụ đột kích đó và tiếp tục chỉ đạo quân đội Nga tiến lên ở mặt trận miền đông Ukraine. Dựa trên hành động của Tổng thống Nga, vị chuyên gia tại ITSS đánh giá rằng, với việc tập trung vào Donbass, Nga thể hiện rõ ràng họ không sẵn lòng nhượng bộ để đổi lại Kursk bởi vì tỉnh Donetsk mới là mục tiêu chính của họ. Theo tờ Financial Times nhận định, việc Pokrovsk thất thủ sẽ gây áp lực nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine quanh các thị trấn Toretsk và Chasovya, cũng như các cứ điểm Slaviansk. Kramatorsk và Konstantinovskaya. Ngoài ra, thất bại này nếu xảy ra sẽ mở toang cánh cửa cho quân nga thọc sang phía tây tới sông Pro. Với việc tập trung vào các mục tiêu quan trọng sắp tới trên chiến trường Ukraine, có vẻ như nga đã chủ động chấp nhận thực tế quân Kiev đứng chân trên Kursk vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW trong tuần này đã đánh giá rằng ông Putin đang nỗ lực giữ đà tiến của quân nga hướng tới Pokrovsk chấp nhận cái giá trước mắt là trì hoãn hoạt động, đánh bật quân Ukraine ra khỏi Kursk. Không những thế, ông George Bibi, giám đốc phụ trách đại chiến lược tại Viện QIRS cho rằng Nga đã biến chiến dịch Kursk do Ukraine thực hiện thành cơ hội để Nga đánh tiêu hao binh lính và xe thiết giáp Ukraine. Ông Bibi khẳng định Ukraine đang mất nhân lực, mất xe thiết giáp, mất vũ khí và sử dụng cạn kiệt đạn dược tại Kursk. Theo ông, điều này có lợi cho Nga nên Nga không vội ra tay để chấm dứt hẳn chiến dịch đó của Ukraine. Ngoài ra, theo ông Stephen Watt, Giáo sư về các vấn đề quốc tế tại trường Kennedy, Đại học Harvard cho biết, phần đất mà Ukraine vừa giành được ở Kursk chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong tổng diện tích khổng lồ của nước Nga. Giáo sư Watt nhận định rằng, chiến dịch của chỉ thành công ở cấp chiến thuật chứ không phải cấp chiến lược. Kết cục xung đột Nga-Ukraine sẽ được quyết định chủ yếu bởi những gì diễn ra trên thực địa ở Ukraine chứ không phải của Không những vậy, vì giáo sư còn đánh giá, thành công ngắn hạn của chiến dịch của có thể cuối cùng lại trở thành thất bại chiến lược của Ukraine nếu như nó làm suy yếu phòng tuyến Ukraine ở miền đông từ đó tạo điều kiện cho Nga nhanh chóng giành thêm lãnh thổ. Trong khi đó, Nga chấp nhận để Ukraine kiểm soát một phần lãnh thổ rất nhỏ trong thời gian đầu, vì Moscow biết mình đủ sức giành lại hoàn toàn nơi đó sau này. Theo dữ liệu của ISW, quân Nga đã đạt được những bước tiến lớn trên đất Ukraine kể từ khi chiến dịch của Skr bắt đầu. Cụ thể đến nay, Nga chiếm thêm được 54.485 km2 trong riêng tháng 8 năm 2024, mức lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Liên quan đến cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, một quan chức Nga cho biết Ukraine đã điều động thêm lực lượng tới tỉnh Kursk để tiếp tục chiến dịch đột kích vào vùng biên giới. Cụ thể, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết, không có cuộc tấn công quy mô lớn nào vào ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, có một khoảng lặng vì các tiểu đoàn Ukraine cuối cùng được triển khai cách đây vài ngày đã bị xóa sổ. Điều này xảy ra vì quân đội Nga đã điều động thêm lực lượng và nguồn lực trong suốt cả ngày. Cùng theo tướng Alaudinov, quân đội Ukraine đã nỗ lực triển khai một tiểu đoàn mới tại một trong các khu vực ở Kursk, nhưng tiểu đoàn này rốt cuộc cũng sẽ bị xóa sổ. Cùng ngày, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga, ông Rodion đã tuyên bố không có lính đánh thuê nước ngoài nào được phép rời khỏi tiền Kursk mà không bị trừng phạt. Trong ngày 4 tháng 9, các nhà điều tra của Nga đã xác định được hơn 4.000 lính đánh thuê như vậy. Moscow có tất cả thông tin về họ. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết tòa án Nga đã kết án một số lính đánh thuê nước ngoài, nhưng thật không may họ đã vắng mặt. Theo ông Mirosnik, tất cả các vụ án hình sự như vậy phải được thực hiện đến cùng. Vì đặc phái viên Nga cũng chỉ ra rằng, những lính đánh thuê như vậy phải bị đối xử như những đối tượng khủng bố và phải bị xóa sổ ở mọi nơi trên thế giới. Trước đó vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các quốc gia có lính đánh thuê chiến đấu cho Kiev. Các số liệu thống kê cho thấy, Tổng số lính đánh thuê là hơn 13.300 người, chủ yếu từ Ba Lan, Georgia và Mỹ. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án sự hiện diện trên đất Nga của Forward Observation Group, một công ty quân sự tư nhân Mỹ. Công ty này trước đó đã đăng một bức ảnh chụp nhân viên của mình với trang bị quân sự và tuyên bố bức ảnh được chụp tại Kursk ở biên giới Nga trong bối cảnh Ukraine đang tấn công vào đây. Thiếu tướng Alaudinov xác nhận, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị quân sự trong chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk trong 3 tuần qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 9.700 quân nhân và 81 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk hôm 6 tháng 8. Chiến dịch đẩy lùi các đội hình vũ trang của Ukraine khỏi biên giới Nga vẫn tiếp tục. Ông Alaudinov lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị được chuẩn bị tốt nhất, được trang bị các phương tiện của phương Tây cho chiến dịch Kursk. Tướng Alaudinov cũng tuyên bố Cuộc giao tranh nổ ra sau khi lực lượng Kiev tấn công vùng biên giới Kursk của Nga sẽ quyết định diễn biến của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trước tình hình hiện tại trên chiến trường, Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng hành động khiêu khích của Kiev ở Kursk sẽ không thành công và Moscow sẽ phải đối phó với những người đã xâm nhập vào lãnh thổ Nga với mục đích làm mất ổn định tình hình tại biên giới. Tính đến nay, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vùng lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, Kiev khẳng định, cuộc không kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của mình khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Trong một động thái liên quan, Moscow đã chỉ trích sự ủng hộ của phương Tây đối với cuộc đột kích của Ukraine và Kursk, sau khi người đứng đầu NATO ngầm tán thành hoạt động này. Đồng thời, Nga cũng cảnh báo sẽ đáp trả một cách quyết liệt. Được biết, cuộc đột kích của Ukraine và Kursk bắt đầu ngày 6 tháng 8 và tiếp tục tiến vào lãnh thổ Nga đã bị Moscow phản ứng gay gắt. Đồng thời, Nga cũng lên án những người ủng hộ Kiev trong hành động mà họ coi là xâm phạm bất hợp pháp vào lãnh thổ của mình. Do đó, trong ngày 4 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga muốn cảnh báo các chính trị gia vô trách nhiệm ở EU, NATO và nước ngoài rằng, trong trường hợp chính quyền Kiev có những bước đi hung hăng tương ứng, phản ứng của Nga sẽ diễn ra ngay lập tức và sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng bình luận của bà được đưa ra bên lề diễn đàn kinh tế phương Đông được tổ chức hàng năm tại Vladivostok và nhằm đáp lại những bình luận gần đây về cuộc tấn công vào cơ từ tổng thư ký NATO. Trước đấy, trong bình luận được đưa ra ngày 31 tháng 8, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhận định với tờ Wellamsontack của Đức rằng cuộc đột kích của Ukraine là một hành động tự vệ trước sự gây hấn của Nga. Và cho biết, các mục tiêu của Moscow trong khu vực biên giới là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Kiev. Ông Stoltenberg cũng khẳng định Nga đã tiến hành những hành động gây hấn vô cớ chống lại Ukraine trong hơn 900 ngày qua, và kể từ đó đã thực hiện nhiều cuộc tấn công từ khu vực Kursk qua biên giới chống lại Ukraine. Theo Tổng thư ký NATO, các binh lính, xe tăng và căn cứ của Nga là những mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.